Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ mà cô dâu 62 tuổi thu sao ở Cao Bằng đó các bạn. Hôm nay diện mạo mới của cô ta như thế này nè. Diện mạo mới của cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng sau 3 ngày khiến dân mạng hồn phi phách tán, hồn vía lên mây vì phẫu thuật căng da mặt thật đáng sợ. Hình ảnh mới nhất của cô dâu thu sao khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và hoang mang. Vừa qua, sau khi đợt phẫu thuật cũ vừa lành lại, cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng Lê Thị Thu Sao lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ đợt thẩm mỹ tiếp theo. Lần này cô thực hiện tiểu phẫu căng da mặt. Không biết bà ta gần đất xa trời mà lại làm những cái chiêu trò như vậy để làm gì. Vào thời điểm mới thực hiện phẫu thuật xong, tức là cách đây khoảng 3 ngày, cô dâu Thu Sao khiến ai nấy đều khiếp vía, lo sợ rùng mình với hình ảnh băng bó mũi sưng phù khó nhận ra cô ta. Tuy vậy, vào ngày hôm qua, cô dâu Thu Sao đã khoe hình ảnh mới nhất đến cư dân mạng và nhiều người đã rất bất ngờ với sự thay đổi ngoạn mục này. Theo đó, gương mặt của cô đã tháo băng và trở nên căng bóng láng mịn màng. Đường nét trên gương mặt không bị xô lệch nhiều như lúc trước. Đó. Diện mạo mới sau 3 ngày, Ti cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sản phẩm của app Photoshop mà thôi, chứ không phải hình thành 100% từ tự nhiên đâu. Chia sẻ về lần phẫu thuật này của mình, cô dâu Thu Sao cho biết đã ở lại bệnh viện cho đến khi cắt chỉ mới về lại Cao Bằng. Thu Sao cũng tiết lộ về những nguy cơ rủi ro đến sức khỏe khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều khi tuổi già sức yếu. Tuy vậy, vì vẻ đẹp và níu kéo và dành thời gian cho chồng trẻ của mình sợ ông ta đi ngoại tình, nên cô dâu ở Cao Bằng vẫn chấp nhận liều mình để làm phẫu thuật. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn giùm cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.